Này, bé bô đi thăm bé bô. À, chào bô, chào con, khỏe chưa? Bé bô đã tỉnh ráng nha con. Rồi mày làm gì đâu mà ruột gì chạy xuống tới dưới luôn vậy bé bô? Ở mặt con ngu ngu à này. Chào con gái nha. Ừ, này chắc chưa ăn uống gì được ha, đúng không? Đâu thế dám nào đâu. bạn nhớ kêu cho ăn với chị dám được. À, ok. Đây là coi như sau phẫu thuật thì cũng thành công, bé bô đã tỉnh lại, để bé luôn luôn để khỏe rước bé về. Cũng còn đời đời ở đây cho xe chăm cho nó khỏe vậy. Rồi đây nha bô, bây giờ trước nha đi con. Rồi bye bye bô.